Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại với cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trước ngôi miếu Âm Nhơn ở Châu Đốc, tỉnh An Giang với cô chú anh chị. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm 2022. Thì ở cái ngôi miếu này người ta có tổ chức một cái buổi lễ là nghinh ông châu xuân. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng với em xem cái buổi lễ này diễn ra như thế nào nha cô chú anh chị. Đó, thì hiện tại bây giờ tầm khoảng 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi. Thì ở đây rất là nhộn nhịp luôn, rất là nhiều người nha đang ngồi ở bên đây nè. Rồi không biết là bà con đang ngồi đợi ha, chắc ngồi đợi á. Đó, rất là đông. Rồi, lực lượng chức năng cũng rất là đông luôn nha. Xe cộ là mới rất là ầm ĩ luôn, rất là náo nhiệt luôn. Đó, cô bác anh chị, bên đây thì chuẩn bị có múa lân nữa nè. Wow. Còn ở trước này là một số xe này em có nghe người ta hỏi, người ta nói là xe này để dành là họ cho mấy ông nó lên để ông làm phép gửi tặng những cái chai nước lọc hoặc là những cái tờ tiền để cho bà con mình làm ăn may mắn cô bác anh chị. Phía trước này là công an giao thông rồi cảnh sát rồi đang dẹp quá trời luôn. Mấy người mà bán chặt này đường là bị nói chung là bị la không cho bán, dẹp hết cho chống chải để cái đoàn nghinh ông chuẩn bị đi ngang qua đó. Đó cô bác anh chị. Wow, giờ chuẩn bị kéo hàng vào rồi nha cô bác anh chị. Chuẩn bị không có cho người vô đó nữa. Lực lượng chức năng rất là đông luôn. Đây là bảo vệ nè, rồi có dân quân tự vệ nữa nè, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an, bảo vệ dân phố, đủ hết trơn luôn. Đông quá. Đó bên đây là cái đồn của luôn. Đây là những cái trống ở trên xe này hồi quýnh đi theo từ 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 dài nè. Wow. Em có nghe nói ở dưới đây nè có cái trải tấm thảm đỏ đi xuống là nhà của ông Châu Sương là nằm ở dưới đây nè cô bác anh chị. Thì em nghe bà con nói như vậy đó. Thì ở dưới đó cũng có số người đang ngồi dưới đó nữa kìa. Nhưng mà một hồi khởi hành thì như là ba ông ở từ miếu Âm Nhơn khởi hành ra chứ không phải là khởi hành ở dưới nhà ông Châu Sương lên. Đây là khung cảnh xung quanh đây rất là nhộn nhịp luôn. Rồi, rất là đông đảo. Ở đây thì em thấy người ta có làm một cái trống này để hồi chắc là đốt nè, em có nghe nói là như vậy. Hồi xưa là bằng gom nhưng mà bây giờ thì là bằng lá tre với muối với vỏ này là vỏ tỏi nè để đốt á. Còn đây là cái mâm để cho người ta cúng nè. Hello mấy em, hello mấy em nhỏ đây là sao? Xem TV nha. Ok. Khám Phá Vĩnh Long. Ok. Đây. Bây giờ đang giăng dây ra nè cô bác anh chị. Đó. Ồ, dưới đây lực lượng quá trời đông luôn. Cảnh sát giao thông, công an cơ động rồi. Cảnh sát cơ động nữa, rất là đông. Thì giờ dưới đây á thì là có giữ xe nữa. Hồi nãy thì tụi em gửi xe ở cái bãi này cũng mát lắm. Thì em có nghe bà con chia sẻ đây á cô chú anh chị là bắt đầu 11:45 á là mấy ông đó là bắt đầu nhập xác về, nhưng mà ở cảnh đó thì không có cho mình quay được, chỉ có cho ổng khi nào ổng ra cổng là mình mới quay được. Là tầm khoảng 12 giờ là bắt đầu mấy ổng mới ra cổng ngoài đây để cho bà con làm phép nè, nói chung là cầu bình an cho bà con. Ở đây người ta chuẩn bị những cái chai nước như vậy nè cô bác anh chị, để một hồi lên gửi cho ổng để ổng làm phép vô cho mình uống, mình khỏe mạnh đâu này nọ ha, bình an. Và cũng có những người ta kẹp tờ tiền vô chai nước, nghe nói để làm ăn thuận lợi luôn cô bác anh chị.
thì lần đầu tiên em được biết cái lễ này và cũng lần đầu tiên mình đi xem luôn. Bây giờ bà con đang đứng dài bên đây rất là đông. Ồ, đó trời, mọi người tấp nập luôn. Cái lễ hội quá đông người như vậy luôn. Ồ, đằng đây thì bà con đang chen chúc lên một chiếc xe lam hay gì nè. Hình như là cho nước miễn phí cái gì á. Bà con đang lên đây để lấy nước. Quá đông luôn. Wow. Vui quá. Xe nước miễn phí nha cô chú anh chị. Đây là xe nước miễn phí, có bánh mì nữa kìa. Kênh em kênh gì ạ? Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Wow, wow, quá trời vui lắm. Cậu cậu xin chơi xăm muốn cậu. Cô cho con xin hai ổ mì đi cô. Ổ mì quá không? Trời ơi. Dạ. Cho con bé nè. Với cho con xin hai chai nước luôn nha chú. Ổ mì chú. Dạ, từ từ nghe chị. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chú. Từ từ mấy chị, từ từ gấp đó mấy chị ơi, từ từ mấy chị ơi, không kịp. Chú ơi cho con xin hai chai nước luôn nha chú. Dạ em cảm ơn chú. Rồi. Qua đây cho ngắp nó ăn chứ người đó anh chị ơi, nó đi. Dạ ông xã cũng đi xin nữa. Đây 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 đây, hello. Hey, hello. Bánh mì của bé, ăn bánh mì đi. Ăn bánh mì đỡ đói đi. Hello, hello. Quá đông rồi. Bà con đứng dài dài đây nè, chuẩn bị những cái chai nước rất là nhiều á. Đợi ông ra là bắt đầu lại đưa nước cho. Là Khám Phá Vĩnh Long. Cảm ơn nhiều. À, công an là đang dẹp để xích vô cho bây giờ cũng còn cho xe máy đi á. Cho nên là bà con mình đứng sát sát vô lề cho người ta thuận tiện di chuyển. Wow, ở đây mới gửi cái tiền lên nè. Quá trời đông luôn ha. Béo ăn cái này sao béo? Trời ơi đông rồi nè cô chú anh chị ơi. Càng lúc càng về trưa càng đông. Lực lượng chức năng rất đông. Wow. Ồ. Giải tiền luôn. Ồ. Giống như là tới mấy cái gầm lớn như cô hồn, cứ cô hồn rồi đó, người ta giải tiền. Trời ơi, bây giờ là bụi mịt mù luôn, khói bụi, khói là khói thuốc, còn bụi này vẫn là bà con người ta đi nè, rồi xe rồi chạy á, khói bụi mịt mù luôn. Bên đó là miếu Âm Nhơn đó cô chú anh chị, hiện tại bên đó bây giờ không có thấy người dân mình trong đó ha, chỉ là toàn là lực lượng chức năng, là những người bảo vệ trên đó thôi. Rất là nhiều người hôm nay đến đây quay phim luôn đó nha. Hy vọng rằng clip này sẽ được nhiều cô chú bác anh chị mình xem để mai mốt mình biết tới khi lễ hội này ha. Hàng năm thì cô bác anh chị mình lên đây để cầu may mắn và cầu làm ăn. Ok.
mấy ông cũng đang chuẩn bị sắp ra đó cô chú anh chị. Rất là nhiều người đang chuẩn bị háo hức để chào đón ông ra. Chắc có lẽ em sẽ tạm dừng ở phút ở đây, đợi ông ra rồi em sẽ tiếp tục, hoặc là có những gì chuyển biến em sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình nha. Dạ rồi, hình như là em thấy đã bắt đầu chuẩn bị rồi, em nghe người ta bắt đầu phát lo thông báo gì đó nghe cô chú anh chị. Bên đây bảo vệ đang bắt hang để cho mấy ông chuẩn bị lên nè. Bao một ông Lương Cương, một ông Văn Công, một ông ông, một ông Văn Bình, quá trời đông luôn, khủng thiệt chứ. Một hồi tới lúc mà sinh lộc thì chắc mới vui, sẽ bu lại ông. Ông những đứa trẻ thì ông sẽ so đầu, còn những người lớn thì ông sẽ vuốt, rất là tốt luôn. Đây là một tục lệ truyền thống ở Châu Đốc An Giang mình. À vậy hả? Có dây nữa kìa. Chừng dây thôi. Nhưng năm nay làm rất là an ninh nghiêm ngặt luôn. Dạ thì em thấy bên đây người ta mặc đồ giống như quan lính ngày xưa rồi nè ha, bắt đầu bước ra nè cô chú anh chị. Thì hôm nay cái lễ hội này cũng rất là hội tụ nhiều anh em YouTuber về đây luôn. Đó. Rất là vui. Bên đây mình cũng giao lưu biết được một số anh em YouTuber mà cũng có chụp hình chung vài bức ảnh với nhau. Rồi, mấy anh bảo vệ đang đứng ở phía trước này rồi nè. Chuẩn bị rồi đó. Mấy anh công an rồi ra. Sắp xếp. Đây chắc lãnh đạo. Lên xe đó hả? À, những người mặc đồ giống như lính ngày xưa đó bắt đầu lên xe rồi nha cô bác anh chị. Rất là nhiều người đang hồi hộp chờ đợi để đón mấy ông ra nè. Bây giờ không khí rất là nhộn nhịp tấp nập luôn, so với hồi nãy là bây giờ đã tăng hơn gấp đôi gấp ba và có thể là gấp tư luôn cô chú anh chị. Đó, cái lượng người nè, đứng là hai bên coi như là xe Honda chỉ còn một hoặc là hai lối đi thôi, chen chúc nhau luôn. Đó, cái hướng này thì không có đông mà nó hướng lên nha. Cái hướng ở bên máy bên đây thì sẽ rất là nhộn nhịp luôn, đông lắm. Đây những người đôi khi có người dùng tiền đô nữa nha, tờ 2 đồng đô rồi đó nè, cho nó hên nó may mắn nữa. Để ông làm phép, mình giờ mình làm ăn rất là tốt. Bây giờ chạy xe vừa chạy là phải vừa bóp kèn á. Xa xa thì em thấy có một chiếc xe giống như là cảnh sát giao thông nè,
đi ngang qua nhưng mà cũng rất là vất vả luôn. Với cái lượng người như thế này là xe cộ, bất cứ xe cấp cứu hay xe cứu hỏa gì qua đây cũng rất là khó khăn, quá trời quá xá luôn mà. Đó, bây giờ thì phải nhờ tới những cái chú như vậy để dẹp cho xe qua. Mấy má ơi, hồi cái mấy bả coi clip này mới phải lời mới kiếm à. YouTuber à, kênh của mình tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long à, anh nói là bước sai rồi, bước chân tay kìa, còn nhiều anh em đứng ở chảnh lắm kìa. Trời ơi, mấy ông nội nó chớm chảnh chân xuống đây quay qua này đi lên đường đó. Còn bên đó nữa kìa, nhiều lắm luôn. Hôm nay là hội ngộ, nói chung là YouTuber luôn. Cả chục anh em về đây á. Ờ, năm nay cả chục ít hơn năm nay. Hai mấy lần anh ơi. Vậy sao? Hai mấy lần. Là anh em mà vẫn như những người biết nhau nha. Còn chưa biết nhau có thể là còn nhiều hơn nữa đó. Rồi, chuẩn bị rồi. Thấy mấy anh bảo vệ kéo cổng ra đó. Chắc là chuẩn bị bên trong ra nè. Đây là cổng phòng. Cảm ơn anh ơi. Đây này mấy nha. Cảm ơn anh ơi. Cảm ơn anh ơi. Đây là một đoàn khách hàng. Khách hàng nhà hấp dơ đây. Đứng trước bàn hình chụp hình như tôi bốn tay. Cảm ơn anh ơi. Đây anh em bên Đồng Lâm. Hình như em mới nghe giống như tiếng chập chả mới vừa vang lên. Wow. Xe dẫn đường đi á. À vậy là xe đó đi dẫn đường đi á ha. Vậy là bắt đầu rồi dẹp dọn xe dài tới dưới khu vực đó cô bác anh chị. Chuẩn bị rồi đó. Rồi. Đã thấy một người bước ra rồi. À, rất là nhốn nháo khu vực này rồi nè. Mấy người mặc áo xanh mà có đồng tiền trên áo không biết là cái gì ha. Không biết. Là quan quyền quá ha. Ngày xưa chắc nghĩ là quan quyền, còn bây giờ không biết là mấy ông bên hội quá. Quá rồi. Ồ, xe này chở nước quá trời luôn nè. Nước suối. Hôm nay thấy bà con bán nước suối cũng rất là chạy luôn nha. Chai nhỏ thì 5.000, chai lớn 10.000 cũng rất bình dân. Rồi, chuẩn bị rồi đó. Để em không bóng qua bển nha, chứ qua bước vô đó, khu vực đó là không cho phép mình qua bên đó vô đó đâu. Chỉ có đứng xa mình zoom qua thôi. Hả? Đó là chứ, đồng rồi đó. Cái cửa đó là em nghĩ là một ngày mấy ông sẽ ra tận cái đó đi chỗ. Vẫn chưa, bây giờ mình sẽ rẻ tiền quá trời luôn kìa. Wow, 5.000 10.000 không luôn. Quá tiền rồi, trúng cái hồn á. Ôi lụm tiền anh em ơi. Rồi bắt đầu văng dây rồi. Xích vô. Buộc vô cái cột điện này quá. Rồi xích ra đi cho người ta buộc dây vô cột điện. Buộc vô cột điện nghe em trai. Buộc vô đi em. Buộc vô cái đây. Buộc vô.
ý là chú kêu mấy chơi nè, rồi chuẩn bị rồi đó, quá trời rồi. Má gì đông dưới quay đông quá không? Rồi rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào cái cửa bên kia nha, có những chuyển biến này ra. Bây giờ thì giờ ở đây ta sẽ dành một sợi dây như thế này để cho ông ra để hơi đỡ ùa vào á. Quá trời, trong giây phút mà nọt chờ đợi ông ra. Chúng tôi có một cái sự chỉ đạo của một anh công an lãnh đạo đó. Di chuyển bà con xích xuống để cho chống đường mấy ông bắt đầu ra đó. Trước khi mấy ông ra thì cái khâu chuẩn bị phải cho an toàn trước hết luôn cô chú anh chị. Bây giờ nói chung là xe cộ rất là hông hóm luôn nè, không nghe một tiếng xe máy rồi chạy ngang đó. Bây giờ có mấy anh lực lượng chức năng giao thông rồi ha. Đi. Giải tiền hả? Ở đây giải tiền nè. Rồi, không cho giải nữa. Để bớt lộn xộn ha. Rồi rồi, em thấy bước ra. Không biết là cái người mặc áo như thế này ở đây gọi là cái gì ha. Bây giờ cái khu vực bên đây thì em thấy rất là nhốn nháo luôn. Bà con chuẩn bị hình như là dục tiền lên nè. Rồi hay là rồi giật luôn rồi, giật cánh tay luôn rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nguy hiểm, nguy hiểm. Đàng hoàng chứ. Rồi rồi, gãy nữa kìa. Có chính quyền ở đây mà cũng không coi ra gì luôn. Người ta đã không cho gãi nữa rồi, vẫn có người cố chấp gãi. Chắc có thể là phong tục tập quán người ta ở đây hay sao. Người ta vẫn bất chấp người ta gãi luôn. Đúng rồi, mặc dù có can ngăn của chính quyền. Rồi. Cái gì vậy? Hết hồn hết trơn. Làm gì? Có công an luôn mà vẫn gãi luôn. Vẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi thấy bảo vệ là bắt đầu đã đứng dài dài ở trước cổng bên kia rất là đó. Đúng 12 giờ thì ông mới ra cổng nha cô bác anh chị. Thì theo mới xã em mà giờ em mới coi đồng hồ là khoảng 6 phút nữa là đúng 12 giờ đó. Bây giờ em sẽ tiếp tục tạm dừng nữa. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì bây giờ thì tầm khoảng 5 phút nữa nha. Thì nãy giờ là em nghe ông la bên đó rất là dữ dội bên đó đó. Ông đã về rồi nha. Khoảng 5 phút nữa thì ông sẽ bắt đầu ra khỏi cổng đó. Chuẩn bị múa lân nữa nè. Năm nay thì em thấy có hai ông lân ở đây. Ông ra tới là múa lân chào đón ông đó. Năm nay rất tiếc là người ta không cho mình vào bên kia quay. Mấy năm trước thì em thấy có những anh YouTuber được quay bên trong đó luôn. Coi cái lễ ông lên sát luôn. Năm nay không được. Rất là đáng tiếc. Một bà con đứng này. Bắn cái tiền vô mắt người ta chết nha. Được cái đầu mất tiêu em. Đụng mấy cái đầu giùm anh em. Chết rồi mất tiêu cho em. Để em còn cái đầu dặn nữa kìa em. Rất mất tiêu con ốc rồi em. Con ốc kẹt cái này nè. Thôi bỏ con ốc đi. Còn con ốc kìa nữa chứ em dặn vô em dặn đường nào. Thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Rồi rồi được rồi. Được rồi. Không có đâu. Rồi anh em uống nước rồi. Việc khác cái bắt đầu lụm á. Đông luôn. Đây, bên kia có hai lần đó bắt đầu chuẩn bị rồi đó. Tiếp tục qua đồng hồ nha. Còn 3 phút nữa cô chú anh chị ơi. Còn 2 phút nữa. 11 giờ 58 rồi. Bên bãi nè, bên bãi có ba cặp kìa. Nhỏ, ông nói nhất luôn đó nhỏ. Ba cặp xã rồi, đây có ba cặp rồi. Đây cũng cặp à. Hai. Đây hai cặp. Đâu, không cặp đâu. 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 Gió quá trời gió luôn. Giữa cái nắng như vậy mà có gió thì nó cũng đỡ lắm một phần nào á. Con luôn rồi đó. Hồi nãy này mình thấy còn trống trống như bây giờ là rất là đông. Bên này có một cái mâm cúng rất là sơm tụ, lúc nào cũng có người lại hấp nhang rồi cúng ở bên đây hết. Thank you.
để em tạm dừng xíu nữa nha, khi nào em ra mình tiếp tục nha cô chú anh chị. Ở đây thì em thấy có những người á, người ta chuẩn bị tờ tiền cũng khá là lớn, mình giá lớn nè, kẹp tờ chai nước tờ 100.000, tờ 200.000, và đôi khi chỉ có tờ tiền nhỏ nữa, 10.000, 20.000 thì rất là nhiều. Mình đưa lên ông làm phép rồi ông trả lời chứ mình không có bị mất tiền nha cô chú anh chị. Cái dây này thì được dỡ lên để đi qua nè. Ông bển la quá trời, bển rồi trời. Không biết làm gì mà bển. Rồi chuẩn bị rồi. Đã thấy người bước ra. Phải rồi đó. Nãy giờ người đã bắt đầu. Có những người kinh đồ ra nè. Đây là đâu? Cái đó là đâu? Đó ơi, sao như chó cho mày ngu quá, cái này lốn ăn luôn bây giờ. Sao như chó nè, nè, làm nè, đụng má. Mình chuẩn bị ra rồi đó. Bà con bây giờ thì nói chung rất là nhốn nháo luôn. Đó đó. Và những cái nhạc ngày xưa đã được nổi lên. Những cái mà nhạc lễ lọc ngày xưa đó đã được vang lên. Wow. Tự nhiên em có một cái cảm giác gợn hết trơn ốc hát lên luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Chuẩn bị rồi. Trống gõ cạn nè, những cái tiếng trống tiếng cạn nó bắt đầu quen lên. Quá rồi. Chồng người thì cũng đã bắt đầu đang di điển từ từ. Gió đang nổi lên cũng quá trời luôn rồi. Thank you.
đủ còi luôn. Rồi rồi, mình đã thấy được mấy ông rồi nha. Đây các ông đang đứng ở bên phía giữa chiếc xe nè. Ông Quang Công với ông Quang Bình đã lên chuẩn bị lên xe trước. Còn ông Châu Xuân thì đang đứng cầm đao, đứng ở đây. Đó, đây là ông Châu Xuân. Đó, hai ông rồi đó, bắt đầu lên xe rồi nha. Ông Quang Công đã lên xe trước và tiếp theo là ông Quang Bình lên xe. Ông Châu Xuân thì vẫn còn đứng ở dưới đây. Đó. Đây ông mới quay mặt qua nhưng không thấy được rõ. Dưới đó quá trời nhốn nháo luôn rồi. Ông cầm đao rất là uy nghi. Và ông cho giọng đao xuống đất liên tục luôn. Mình để thử như thế nào. Wow, quá trời rồi. Đừng chen, đừng chen. Đúng rồi, từ từ chúng tới thôi.
từ từ thôi, đừng chen, đừng chen lắm, đừng chen lắm, từ từ thôi. Đúng rồi, ông đi giáp núi luôn á, tự dần dần mình không nào hay á, về đi ở đầu tối chiều quay lại chỗ gần bà đó chánh que à. Đúng rồi. Quá rồi, quá chen chúc rồi, nguy hiểm quá. Rất là nguy hiểm luôn. Ở dưới này có cam đang làm phép ở dưới đây nữa. Thank you.
Thank you.